Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trung Nhất, quận Thốt Nốt vừa phối hợp cùng các hội đoàn thể và ngành chức năng tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo luật đất đai sửa đổi trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn. Có 6 ý kiến từ cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân đóng góp về mặt hình thức, từ ngữ, cũng như cần làm rõ hơn các chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với các hộ dân có đất bị ảnh hưởng bởi các công trình dự án xây dựng, vấn đề đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời đề nghị ngành chức năng cần có biện pháp tuyên truyền rộng rãi ra nhân dân bằng nhiều hình thức để việc lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo luật đất đai sửa đổi được sâu rộng, thực chất, phù hợp với từng địa phương, đơn vị, cũng như đảm bảo quyền và lợi ích của người dân trong quá trình thực hiện.